nó có củ nó nhảy thấy ghê không, bởi vậy thấy chừng nó mọc lại á. Ôi nó rậm, không kia anh chiếc à, không chiếc ở có cái kia không. Rồi bởi vậy này thấy không, nó đâu cái này nó đâu có mà tuyệt giống được trồng được đâu, cái củ của nó nè đó, bên đây nữa nè. Con củ của nó nè, nào cái này thì cái củ nằm sâu. Cái này hồi xưa mua nó có một cây một hơn. Cái này thì nó chết nè. Sao cái cây này nó chết ngắt luôn à. Cái cây này thì nó không có sống. Có một cây một thôi. Xong rồi cái trồng nó có bắt đầu nhảy lên. Bây giờ không biết chích làm sao luôn, cái củ của nó sao chích anh. Cái rễ của nó là sao, nó lên rậm luôn. Thôi chết mẹ, không sống hả, không có gốc, không có củ, sống nổi không. Không có củ. Nó dính một cái rễ. Cây này là hai cái ba cây bông mua ở Mỹ. Củ nó như củ hành nữa ha, củ nó như củ hành, củ hành á, củ hành tím á, đó mua cái củ kia, giờ ương cũng đâu có lên đâu, cái này là xưa mua cây gì trồng nè, trồng tưởng là tới mùa nó chết rồi thôi, à, nó tới mùa cái nó sống lại mà nó nhảy tà le luôn á. Ủa cái củ nó bự nè má ơi. Wow cái củ nó nè. Ủa cái củ nhỏ nè. Ui. Wow cái củ của nó nè anh. Để tầng nè. Ừ. Ra qua chích quá. Cái để rậm quá nó cũng có bông cái cây à. Rồi, cái củ nó giống cái củ tỏi không? Ừ. Còn muốn rễ nè. Tưới nước thêm cho nó thấy. Hy vọng nó lên. Đấy nè, để coi nó có lên không, mất nước sói. Như là nước mưa nè các bạn. Đây là nó bị sương dữ.
lại nè. Rồi cái thân nó còi cọc kìa nè. Nhánh này khô nè. Chỉ một lá rồi. Cái nhánh này là nó bẻ mà nó bẻ cái nó gãy liền nữa là nó khô đó. Còn nó dẻo dẻo á. Nó dẻo dẻo thì nó còn. Cái nho thì nó chịu lạnh đông đá không sao, còn cái này nó bị gãy luôn. Nó thành nó bự hơn. Có trái trồng cho đẹp. Cái này người ta dưỡng cây nha. Ra dưỡng là mùa xuân. Đợi cho nó rạc hết xong ra lá hết cái cây nhánh nào mà nó khô khô cái bắt đầu người ta tỉa luôn. Cái nhà cũ nhỏ 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 bà nó cũng ra lá. Nó mọc. Không. Tâm chồi ra đó. Cây bông mình cũng ra nữa nè. Cắt rễ đó. Cắt cái thân á, cái còn như cái rễ á, cái xong rồi qua cái mùa lạnh á, nó bắt đầu nó mọc lại. Cái ổi này chắc tiêu, cái ổi này thì nó không có ấy, nó khô queo rồi. Nó không có còn tươi. Cái cherry, cherry nó cũng ấy không, cherry nó cũng khô luôn. Cái cherry thì nó mọc ở dưới đây. Nhưng mà ở trên đây thì thấy bẻ nhánh này thấy nó khô queo à. Bẻ nhánh thấy khô queo là biết chết rồi. Khô nè. Đó nó khô queo là biết chết rồi đó. Chết cái thân rồi. Mặt hà nó mọc lại nè. Mặt hà thì không bao giờ nó chết. Nó còn có rễ nữa lên. Rồi cây táo. Cây chanh. Cây chanh mà lai bưởi á. Chưa có ra cà bông chưa dễ nó chết ngỡm luôn à. Nó mới có mọc thân lại không. Cây cam có ngọc nè. Mà nó thân nó chết hết luôn. Nhưng mà cái này còn xanh xanh để lại. Nó mọc ra đây nè các bạn. Mọc ra ngoài đây nè. Còn hy vọng sống. Cây này thì nó không có chết. Cây đào. Bích đào nhỏ nhỏ thì không còn sống đâu, không thấy chưa ra, chưa mọc mầm. Còn này là cây này là cây nho bự, từ cái nho bự nhỏ lồng sọt, rồi nó còi cọc hết trơn các bạn, mà nho nó còn xanh nè, nó còn sống nè. Cây sống chết rồi dịch huyết rồi, nó còn xanh nữa nó lại lên, lên tí tí nó lên lại nè, nó chết. Còn cây xả trồng gì đâu mà nó còi cọc hết sợ luôn các bạn. Nha đam thì mọc lại nè. Mọc tới đây cái nó ngưng luôn. Không lên nổi. Cây này là không sống nổi thì sao, không thấy lên. Để mốt qua nó lên, mỗi năm cũng vậy nó chết. Xong nó lên với cái rễ mọc lên. Năm nay mới sao. Nó lên là ngọc tưởng là cây ấy không á. Tưởng là cây gì lá cẩm mà không phải. Cây tắt dưỡng lại nè. Cắt. Cắt mấy cái nhánh khô hết rồi nó ra. Nó mọc lại nhánh rồi các bạn. Cây tắc ra ngoài chợ nó không có bán cây tắc mà nó bán cây chanh không à, dưỡng cây tắc. Cây tắc cây Hồng Kông thôi, cái đó mua cây này có 40 mấy đồng. Bữa hổm tới tôi lợi Hồng Kông coi chỗ mấy quầy cây đó, nó bán 100 mấy là 200 á. Nhánh nó ít mà nó chỉ có cao thôi, rồi bút 100 mấy 200. Hy vọng lên xung xe. Mấy cây này cứ chờ bị chờ đông là đá. Nó yếu rồi. Nó mọc lại mọc chứ nó không có sung luôn các bạn. Tuổi thọ nó bị giảm. Vườn nhà em bây giờ coi cọc. Cây lá là không có gì hết. Rụng hết nè. Giờ có cây trúc nó xum xê. Trúc không có ảnh hưởng gì hết. Nhà không trồng gì nữa. Để coi gõ ngoài sao. Trời ơi tốn tiền quá trời. Không thể đốc ôn vậy. Thôi chào tạm biệt các bạn nha.